một sự đổ đầu khốc liệt. Chiến tranh đã lan rộng ra khắp mọi nơi. Kháng chiến, liên đoàn, cuộc chiến sẽ không bao giờ có hồi kết. Tất cả sẽ có trên kênh của Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV. Chúng ta sẽ cùng đến với một trận đấu 3 đấu 3. Và đây sẽ là một trận đấu của một người em trai rất tuyệt vời của Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV ở trên nhóm Zalo. Em trai hiện tại đang chơi với một cái ạc ở level 13. Và chúng ta sẽ có được một trận đấu của rằng level 13 và cả 6 người chơi. Đây là những người chơi ở level 12, 13 và cả level 14 nha. Ngay từ những phút đầu tiên thì chúng ta cũng đã cố gắng cùng với đồng minh cố gắng rà soát bản đồ để có thể chiếm lấy được các thông tác quyền. Và em trai ngay lập tức cũng đã bắt đầu triển khai được những nhà sản xuất hải quân. Em ấy nằm ở một vị trí rất gần với đường biển rồi. Và đây cũng sẽ là một trong những cái bản đồ có thể nói là quá rộng lớn và sẽ có một đường bờ biển ở vị trí trung tâm. Liên đoàn cũng đã có sự xuất hiện của rất nhiều các đội vệ lĩnh một kết hợp với các đội vệ xe Fortress ngay lúc này. Và chúng ta sẽ có cả 3 thùng tài nguyên lớn ở trên bộ và cả ở trên biển nữa nha. Em trai cần phải nhanh chóng triển khai thật nhanh các đơn vị tàu cano khai bình, cố gắng trinh sát và chiếm lấy được các thông tài nguyên ở trên biển ngay lập tức thôi anh em ơi. Lực lượng đồng minh đã không thể hỗ trợ để có thể chiếm lấy được các thông tài nguyên. Và bây giờ chỉ còn trông cậy vào em trai cố gắng để có thể chiếm lấy được các thông tài nguyên ở trên biển ở lúc này, đối kháng trực tiếp với liên đoàn. Vàng và xanh lá cây cũng đã bắt đầu triển khai và xông vào chiếm lấy được tài nguyên, không biết có được hay không đây. Và có vẻ là không ổn rồi. Lực lượng quân vàng ngay sau khi thấy lực lượng của liên đoàn có quá nhiều các đầu vào lĩnh mục thì bạn ấy cũng đã buộc phải rút lui. Bỏ tay thật sự rồi anh em ơi. Hãy nhìn cách lên nhà của phía lực lượng quân vàng. Thật sự là quá yếu ớt cái lúc này. Dù sao thì cũng đã là những người chơi ở level 12 và cả level 13 thì chúng ta cần phải có được những phương án lên nhà hợp lý hơn. Như vậy là em trai chúng ta cũng đã chiếm được khá nhiều những thùng tài nguyên ở trên biển rồi. Liên đoàn cũng đã trinh sát được ở phía bên trong các cứ lũ xanh lá cây. Và chắc chắn rằng lực lượng xanh lá cây sẽ cần phải cố gắng nhiều hơn để có thể đối kháng trực tiếp với lực lượng của liên đoàn. Chỉ với cái đầu và lĩnh một mình thôi mà xanh lá cây đã hơi bị nhức đầu rồi anh em ơi. Xanh đất biển và cả xanh lam đã không triển khai những đơn vị hải quân mà chúng ta đã kiểm soát được rất tốt đường biển rồi. Khi mà đã có được rất nhiều những đơn vị cao cao cai mình cố gắng trinh sát và chiếm lấy được rất nhiều những thùng tài nguyên. Căn cứ của xanh lá cây có nguy cơ là sắp toàn từ phút thứ 5 đến nơi rồi. Không thể hiểu được những người đồng minh anh em ơi. Phòng thủ quá yếu ớt chỉ với những đội vệ lĩnh một kết hợp với các đội vệ xe Fortress như thế này. Mà ngay cả đến những người chơi ở level 12 cũng thật sự là không biết cách phòng thủ như thế này là không ổn rồi. Lực lượng của em trai chỉ mới ở level 13 nhưng em ấy vẫn đang cố gắng hết sức mình để có thể triển khai được những đơn vị không quân từ phút thứ 6 nha. Cuối cùng thì quân team cũng đã buộc phải rút lui ngay sau khi chúng ta đã có sự tăng cường thêm từ các đơn vị xe 1 Coyote kết hợp với rất nhiều các đơn vị lính 1 bên 2. Em trai vẫn đang cố gắng để có thể boost liên tục những item vàng, cố gắng cứu lấy trận đấu lần này. Khi mà chúng ta đã nhận thấy rằng lực lượng đồng minh chúng ta chơi rất chi là yếu ớt nha. Phút thứ 8 rồi. Em trai đã buộc phải phá hủy đi một nhà sản xuất hải quân ngay sau khi em ấy nhận thấy là không còn cần thiết nữa rồi anh em ơi. Đụng độ với Fortress bên cạnh lực lượng quân tí và phía trên đây góc 2 giờ. Chúng ta vẫn đang không hiểu lực lượng xanh lá cây đã có những ý đồ gì đây. Với lính 2 và chỉ có một đơn vị xe 1 Coyote. Chúng ta không biết là có thể chiếm được những thùng tàu nguyên lớn tiếp theo hay không, hay là nướng hết tất cả số lượng lính này đây. Thật sự là không ổn một chút nào cả rồi. Quá đau đầu với những người đồng minh. Mặc hết các đồ với lính bộ binh.
thật sự là vô nghĩa hết cả rồi. Chiến đấu cơ của em trai cũng đã trinh sát ở trên bầu trời và chúng ta cuối cùng thì cũng đã trinh sát được ở bên trong căn cứ lửa của Liên Đoàn. Và họ cũng đã có được Cyclone. Căn cứ lực lượng quân tím cũng đây rồi. Liên Đoàn có vẻ đã chơi ổn áp hơn chúng ta rất nhiều anh em ơi. Lần xuất hiện của lượng tài nguyên thứ hai thì chúng ta đã có được những thùng tài nguyên lớn ở trên biển và chúng ta đã chiếm được nó rồi. Và Sơn Lan cũng đã ngay lập tức triển khai một tòa nhà sản xuất hải quân ở trên biển ngay lúc này. Và chúng ta cần phải bắn phá đó ngay lập tức thôi em ơi. Phút thứ 11 rồi. Cố gắng sử dụng các đơn vị chiến đấu cơ và cố gắng tăng cường thêm các đơn vị tàu cano cây mình để có thể phải ngay lập tức một nhà sản xuất hải quân lên vào một bên cánh đất lượng của Liên Đoàn và Delta cũng đã xuất hiện rồi. Hai đơn vị tàu cano cây mình cũng đang phải rất chật vật đối kháng với một đơn vị tàu Delta. Chiến đấu cơ cuối cùng thì cũng đã xuất hiện ở trên không. Và mọi thứ đã ổn áp rồi. Đây mặc dù là một trận đấu ở rank thấp thôi, nhưng nó cũng là rất hay. Sẽ là một trận đấu mà em trai chúng ta cần phải cố gắng rất nhiều khi mà đồng minh đang chơi rất chi là yếu ớt nha. Lực lượng quân vàng thậm chí chỉ có đúng 2 nhà sản xuất tài nguyên và đến bây giờ mới có được nhà sản xuất tài nguyên thứ 3 phút thứ 13. Xanh lá cây thì còn tệ hơn rất nhiều anh em ơi, chỉ có đúng 2 nhà sản xuất tài nguyên và chỉ có sản xuất toàn bộ các đơn vị lính bộ binh 1 và cả lính bộ binh 3. Có những đơn vị lính bộ binh 2 nữa anh em ơi. Rất chi là ảo vãi rồi khi mà Liên Đoàn đang có xe tăng, trực thăng trinh sát Cyclone và đồng thời là rất nhiều những đơn vị xe chiến đấu với sức mạnh và uy lực mạnh mẽ hơn chúng ta rất nhiều. Mà trong khi đó lực lượng đồng minh của ta thì đang phòng thủ một cách rất yếu ớt và ở điểm C. Lực lượng quân vàng cũng đã vừa mới phát hiện ra một tín hiệu cảnh báo SOS ở điểm C. Cả hai người đồng minh thì đã không biết chúng ta đang phải đối kháng rất chi là chật vật với các đầu vòi sạc lồn bên cả đất lượng của Liên Đoàn Quân Xanh Đất Biển ngay ở vị trí này. Chiến đấu cơ của em trai cũng đã buộc phải cố gắng rất nhiều bay ở trên không với 4 đầu vòi chiến đấu cơ rồi. Cyclone vẫn là một trong những đơn vị rất khó chịu bên cạnh lực lượng của Liên Đoàn. Dù ở rank thấp hay rank cao thì chúng ta cảm thấy vẫn rất khó chịu với Cyclone già. Nó có lực đam có thể nói là cấu rìa rất tốt. Và chiến đấu cơ bên cạnh lực lượng của team cũng đã xuất hiện rồi. Hết Cyclone là đến cái đơn vị chiến đấu cơ thêm bên cạnh lực lượng của team nữa nha. Cuối cùng thì em trai cũng đã có được những đơn vị xe nhiễm đầu tiên mà chúng ta vẫn đang cố gắng hết sức mình để có thể phòng thủ căn cứ ở trên không. Và chiến đấu cơ của em trai cũng đã đi đâu hết cả đến nơi rồi. Chúng ta không có sân bay và chiến đấu cơ không có nơi để mà quay trở về anh em ơi. Tiếp tục là chiến đấu cơ bên cạnh đất lượng quân tím nữa nha. Rất tiếc với em trai khi mà một trận đấu 3 đấu 3 mà chúng ta đang gặp phải những người đồng minh rất khó hiểu nha. Trời như thế này là toàn đến nơi rồi. Phút thứ 16 anh em ơi. Lực lượng của em trai cũng đang cố gắng để có thể sản xuất ra các đơn vị tàu Alligator và cố gắng để có thể kiểm soát được đường biển và chiếm lấy được các thông tài nguyên. Và chiến đấu cơ bên cạnh lực lượng của team vẫn đang liên tục bay ở trên không, bay vào và bay ra. Và chúng ta cũng đang tổn thất đi rất nhiều những lượng máu của một tòa nhà sản xuất hải quân level 1 bên cả đất lượng quân vàng. Tiếp tục lại là Cyclone. Họ cũng đã tràn xuống phía bên dưới rồi. Và Alligator chúng ta cũng đã gần chiếm được thông tài nguyên. Và chắc chắn là chúng ta sẽ chiếm được anh em ơi. Rất nhiều cái đội bởi Cyclone khác rồi. Em trai đã không còn có các đơn vị không quân để có thể hỗ trợ cho các đơn vị tàu Alligator và ngay bây giờ chúng ta đang phải đối kháng với rất nhiều các đơn vị Cyclone. Chiến đấu cơ của em trai lại thêm một lần nữa bay ở trên không chỉ với một đơn vị chiến đấu cơ. Ta có xe nhiễm ở rất gần phía ngoài đường bờ biển và chúng ta đã triển khai rất tốt, đánh chặn được những đơn vị Cyclone và như vậy là rất hợp lý rồi.
cuối cùng thì Xanh Lá Cây cũng đã có được những đơn vị sản xuất tài nguyên thứ tư. Trong khi đó lực lượng quân vàng mới chỉ có 3 sản xuất tài nguyên. Ta rất đau đầu với những người đồng minh như thế này anh em ơi. Phục thứ 20. Và em trai cũng đang cố gắng để có thể triển khai được những nhà sản xuất hero. Và đồng thời là cần phải có thêm những đơn vị tăng gia gua. Thật sự là tốc độ của những người chơi ở rank thấp hơn thì nó cũng rất chi là chậm thôi anh em ơi. Và chúng ta cũng đã buộc phải ít 3 để có thể phù hợp hơn cho những anh em tiện theo dõi hơn nha. Chứ nếu mà xem chậm quá thì thật sự là nó cũng hơi bị buồn anh em ơi. Phục thứ 22 rồi. Và cũng hy vọng là trận đấu này sẽ phục vụ cho những anh em ở rank thấp và chúng ta có thể học hỏi qua nha. Những phương án chống Cyclone lên nhà như thế nào là hợp lý ngay lúc này đây. Chúng ta cần phải cố gắng lên được ít nhất là 7 nhà sản xuất tài nguyên năng lượng vừa đủ và những nhà sản xuất xe diễm nữa nha. Nếu như lực lượng của địch có quá nhiều cái đầu vậy sạc lộn. Chính xác, ở căn cứ lực lượng của liên đoàn liên tục bằng cái đầu vậy không quân sẽ giúp chúng ta có thể có được những phương án tấn công hợp lý hơn. Và sản xuất được những đầu vậy không quân như thế này cũng có thể giúp cho chúng ta tiêu được rất nhiều cái đầu vậy sạc lộn nếu như họ ở những phương án tấn công từ xa. Tại vì Cyclone nó vẫn có khả năng di chuyển rất cơ động cao anh em ơi. Thoát ẩn thoát hiện ở khắp mọi nơi và chúng ta rất khó đoán được những hướng đi của Cyclone. Cho nên ngoài những đơn vị xe diễm ra thì chúng ta vẫn cần phải có được những đơn vị chiến đấu cơ. Và hai sân bay đó là một trong những phương án rất hợp lý rồi. Phục thứ 24 nha. Tiếp tục là sự xuất hiện các đơn vị không quân bên cạnh lực lượng quân tím ngay lúc này. Đã có rất nhiều các đơn vị lính trinh sát từ phía lực lượng của em trai đã buộc phải ngã xuống rồi. Rất tiếc rồi em ơi. Chúng ta có không quân, chúng ta vẫn có thể trinh sát bằng các đơn vị không quân. Và em trai cũng đã ngay lập tức triển khai được những đơn vị tàu ngầm. Tàu ngầm kết hợp với Alligator. Em trai đang muốn có thể chiếm lấy được hoàn toàn đường biển ở lúc này nha. Phục thứ 25. Xanh Lá Cây cũng đã bắt đầu triển khai thêm những tháp phòng thủ rồi. Và bạn ấy cuối cùng thì cũng đã có được nhà sản xuất tài nguyên thứ 5. Còn đối với lực lượng quân vàng thì chỉ có đúng 3 nhà sản xuất tài nguyên thôi. Rất chi là rối anh em ơi. Không có tài nguyên thì chúng ta sẽ không thể có tiền để có thể sản xuất ra được thật nhiều những đơn vị xe cơ giới, những đơn vị chiến đấu cơ và đồng thời là những tháp phòng thủ ở căn cứ lực lượng của bạn ấy rồi. Cyclone tấn công vào căn cứ lực lượng Xanh Lá Cây. Hơi bị khó chịu rồi đây. Xanh Lá Cây vẫn có quá ít các đơn vị xe phòng không. Và chiến đấu cơ và cả lực lượng của Wolf Team cũng đã xuất hiện ở vị trí này. Những tháp phòng không không thể nào đủ được với quá nhiều cái đầu vị Cyclone. Và em trai cũng đã bắt đầu tiến công tổng lực bằng cái đầu vị tàu hải quân Alligator kết hợp với hai đầu vị tàu ngầm. Chiến đấu cơ của em trai cũng đã bay ở trên không để có thể hỗ trợ cho đồng minh phòng thủ căn cứ ngay lúc này rồi anh em ơi. Lực lượng Wolf Team cũng đã kéo qua với những đầu vị xe quân sự hạng nặng hơn, tăng 3 tăng rất kết hợp với cái đầu vị xe Fortress nha. Còn rồi Xanh Lá ơi. Cứ như thế này là toàn thật sự rồi. Không còn phương thuốc nào để có thể chữa cháy cho lực lượng của Xanh Lá Cây ngay lúc này cả rồi anh em ơi. Lực lượng của em trai cũng đang cố gắng sử dụng các đầu vậy tàu ngầm bắn phá liên tục vào những tòa nhà căn cứ lực lượng của Xanh đất biển ngay lúc này. Và Cyclone cũng đã kéo xuống căn cứ của em trai rồi. Chúng ta có xe nhím anh em ơi. Và chiến đấu cơ cũng đã hết xăng. Xanh Lá Cây cũng đã mất đi tòa nhà trung tâm chỉ huy và đó là phút thứ 28 rồi. Em trai vẫn đang cố gắng phòng thủ căn cứ tới cùng. Chúng ta vẫn còn có 3 đơn vị xe diễm nha. Và Hero Level 3 vẫn chưa thể sản xuất ra được rồi em ơi. Full limit rồi.
Sơn La và cả nguồn tiền vẫn còn có quá nhiều. Cơ đồ vị tăng rớt như thế này mà đồng minh lũ Sơn La cây cũng đã đầu hàng. Còn quân vàng thì thật sự là không có cái nít gì cả đây mày. Cứ đứng đó và nhìn đồng minh thôi. Và cuối cùng thì bạn ấy cũng đã có thể có được một nhà sản xuất tài nguyên thứ tư. Rất chi là chán trường với trận đấu này rồi. Em trai của ta gần như là chỉ có chơi đúng một mình thôi. Đối kháng với trực tiếp cả ba người chơi bên cả lực lượng của Liên Doan. Những sự cố gắng và nỗ lực hết mình của em trai. Các đơn vị hải quân của em trai cũng đang cố gắng hết sức mình để có thể tàn phá và phá hủy được tất cả những tòa nhà công sự bên cả lực lượng của Liên Doan. Căn cứ lực lượng của Sơn Lá Cây còn đúng cái nít rồi. Ta vẫn không biết lực lượng quân vàng đã có những phương án phòng thủ căn cứ như thế nào đây. Lấy đâu ra tài nguyên để mà xây dựng thêm các tòa nhà công sự đây vàng ơi. Alligator của em trai cũng đang đụng độ với các tháp chống hạm cũng như là các đơn vị tàu Delta bên cạnh lực lượng của quân Sơn Lam. Quân tiên cũng đã tràn xuống căn cứ lực lượng quân vàng rồi. Thật sự là quá chán với hai người đồng minh. Đánh như thế này thì ngay từ đầu đầu hàng luôn đi cho rồi. Quá bực mình anh em ơi. Thà rằng chúng ta cứ chơi một mình, nó còn hay hơn khi mà phải chứng kiến những người đồng minh cứ lên nhà như thế này. Và thật sự là không giúp ích gì được cho chúng ta ngay lúc này cả rồi anh em ơi. Phút thứ 31 và căn cứ lộ quân vàng cũng sắp còn cái đít đến nơi. Trong khi mà em trai đang có rất nhiều cơ đồ bởi xe vô sự tăng 3, CG vẫn đang cố gắng phòng thủ căn cứ tới cùng, thì lực lượng đồng minh cuối cùng thì cũng đã buộc phải đầu hàng và không còn bất kỳ một cái gì để có thể phòng ngự được căn cứ lực lượng quân vàng nữa rồi. Những sự nỗ lực cuối cùng của em trai đã có thể cứu bạn lên tình huống vào lúc này. Hàng phòng thủ của em trai vẫn còn có các đơn vị tăng gia gùa và những đơn vị xem nhiễm ngay lúc này nha. Và những đơn vị hải quân của em trai cũng đã làm mưa làm gió ở các lực lượng của Liên Đoàn của Sơn Đất Biển và cả của Sơn Lam. Và cuối cùng thì lực lượng của em trai cũng đã có thể phòng thủ căn cứ thành công. Mọi thứ cuối cùng thì cũng đã ổn áp rồi. Em trai vẫn chưa thể sản xuất ra được nhà sản xuất Hero Level 3 và vẫn chưa thể có được Leviathan. Có lẽ là em trai đã quá tập trung trong công việc phòng thủ căn cứ cho đồng minh. Và bây giờ thì em ấy vẫn đang cố gắng để có thể làm cách nào đó phải được càng nhiều những tòa nhà công sự bên cạnh lực lượng của Liên Đoàn càng nhiều càng tốt rồi. Hai đơn vị tàu ngầm và rất nhiều những đơn vị tàu Alligator và chiến đấu cơ của em trai cũng đã bay ở trên không. Sân đất biển và cũng đã dời vào phía bên trong tòa nhà trung tâm chỉ huy rồi. Chiến đấu cơ và những quả tên lửa từ tàu ngầm cũng đã phát huy được tác dụng của đó rồi anh em ơi. Và trung tâm chỉ huy cuối cùng cũng đã đi bán phế liệu rồi. Quá tuyệt vời. Và bây giờ sẽ là một trận đấu 1-3. 1-3 nha. Một trận đấu 1-3 ở level 13. Và đối thủ chúng ta cũng sẽ là những người chơi ở level 12, 13 và cả level 14 anh em ơi. Sarklon đang cố gắng tràn ra phía bên ngoài và đối kháng trực tiếp với các đơn vị tàu Alligator của em trai. Và chúng ta vẫn còn có hai đơn vị tàu ngầm đã buộc phải lặn xuống để có thể trốn tránh được các đơn vị Sarklon và đồng thời là các đơn vị chiến đấu cơ. Chúng ta đã được theo dõi một trận đấu 1-3 của em trai chúng ta, một người em trai rất tuyệt vời ở trên nhóm Zalo. Level 13 mà đánh như thế này thì cũng đã là rất tốt rồi anh em ơi. Một video dành cho những anh em mới tập chơi nha. Và cũng rất mong anh em khác có thể xem video để có thể giải trí thêm và ủng hộ thêm cho mình nha anh em ơi. Cyclone vẫn luôn là những đối thủ rất đáng gờm của những đơn vị tàu Alligator của chúng ta. Khi mà nó có giá thành rẻ hơn và có số đông
sản xuất cũng rất chi là gia đa đẹp ơi. Chỉ đấu cơ của em trai cũng đã bay ở trên không. Chúng ta cũng đang cố gắng để có thể kiểm soát tốt được cả bầu trời và cả ở trên biển gà. Nhưng Liên Đoàn cũng đã xây dựng ra quá nhiều những thế phòng không như thế này là cũng không ổn rồi. Và cuối cùng thì em trai cũng đã có được Leviathan. Trận đấu bắt đầu gay cấn từ đây rồi. Chỉ còn có đúng một mình thôi em ơi. Cố lên em trai. Máy bay để mà thơ. Rất nhiều cơ đồ về xe phòng không đã bắn ra liên tục những quả tên lửa phòng không, nhưng vẫn còn có một đơn vị máy bay ném bom thơ. Đã chặn có được hay không? Sẽ một xíu nữa thì đã mất sân bay. Và thò cuối cùng thì cũng đã bị bắn phế liệu rồi. Mất hai thò và vẫn chưa thể phá hủy được một sân bay nào. Là như vậy lực lượng Liên Đoàn đã hơi bị thốn rồi anh em ơi. Ngay lúc này là phút thứ 36 nha. Một trận đấu 1-3 và em trai ta vẫn đang cố gắng hết sức mình rồi. Và Hiên Nguyễn cũng đã từng có một trận đấu 1-3 như thế này ở level 13. Và có những lúc chúng ta cũng đã có được ưu thế, nhưng nếu như Liên Đoàn chơi quá hay chúng ta vẫn có thể thất bại nha. Mọi thứ đều có thể xảy ra, chỉ cần chúng ta còn cố gắng là vẫn luôn còn có cơ hội dành cho anh em. Hãy luôn quan chiến đấu tới cùng và cống hiến cho anh em những trận đấu thật hay nha. Sắp tới thì Hiếu Nguyễn vẫn đang rất trông chờ nhà phát hành có thể triển khai được chế độ 3 đấu 3 mà chúng ta có thể tạo phòng để có thể đối kháng trực tiếp với nhau. Thì lúc đó mình có thể bình luận được những chế độ thật sự là hay nhất và gay cấn nhất trên kênh của mình nha. Leviathan và Moller kết hợp với tăng Jaguar và cả xe khó ngay lúc này. Và có cả những đội xe nhím nữa anh em ơi. Và đây sẽ là một đợt đáp trả từ cả lực lượng của em trai. Chỉ đầu cờ của Liên Đoàn cũng đã phát hiện ra chúng ta rồi. Một yếu tố bất ngờ ngay lúc này rồi đây. Sạc luôn đã di chuyển lên phía trên. Đúng đó rồi, cố lên em ơi, sẽ có được bật lên rồi. Leviathan cũng đã ân tì một quả tên lửa hạt nhân. Sạc luôn cuối cùng cũng đã đến rồi. Và đụng độ với rất nhiều các đội bởi xe nhím. Và Leviathan cũng đã sẵn sàng ứng chiến với các đội bởi sạc luôn. Và chúng ta cũng không có ngán gì đâu. Mô lờ cần cảm thám ra đi em ơi. Leviathan cũng đang phải hứng chịu rất nhiều những đợt bắn liên tục từ cái đầu bởi sạc lồn. Và có cả những đơn vị tháp phòng không. Và cuối cùng thì Leviathan cũng đã một phải đi bán phế liệu rồi. Xe khó đã không thể nào chạy chẳng tầm nhìn cho được các đầu bởi xe nhí vào phía bên trong. Với sạc lồn vẫn có khả năng để có thể chính xác được ở trong đám khó nha. Chỉ đấu cơ của em trai cũng đã cố gắng rất nhiều bay ở trên không. Và trung tâm chỉ huy bằng các lực lượng tiên cũng đã đi bán phế liệu rồi. Có cả Seraphine. Seraphine kìa em ơi, chỉ đấu cơ đâu hết cả rồi. Ngay lúc này thì em trai cũng đang cố gắng đưa trận đấu về thế 1-2 thôi. Có chừng Seraphine em ơi, chỉ đấu cơ đâu rồi, bắn vào đó thôi. Cú tím còn đúng cái nịt rồi. Tàu ngầm cũng đã buộc phải lặn xuống rồi. Và Seraphine có lẽ là đã rút lui rồi anh em ơi. Lực lượng cú tím còn đúng cái nịt ở phút thứ 40. Và có lẽ là Liên Đoàn đã không thể ngờ được điều này rồi. Đầu cờ của em trai cũng đã bay ở trên không, đấu cánh trực tiếp với sạc lồn. Bắn phá vào trung tâm chỉ huy đi em ơi. Một xíu máu nữa thôi. Em trai đang cố gắng để có thể sóc lại tinh thần cho các đơn vị tăng Jaguar và một đơn vị Hero Level 2 Moller mà chúng ta sẽ chuẩn bị tổng tiến công vào các lực lượng xanh lam. Nhưng anh em hãy nhớ đừng bao giờ quên là cần phải cắm lại ít nhất một đơn vị tăng Jaguar ở vị trí các lực lượng của đối địch chúng ta. Họ vẫn còn có quyền sử dụng item và vẫn còn có thể quay trở lại vào bất kỳ lúc nào. Quên rồi em ơi, quên rồi. Chúng ta vẫn còn có 5 đơn vị chiến đấu cơ.
và tàu ngầm ở ngoài biển vẫn đang cố gắng chuẩn bị bắn ra những quả tên lửa tiếp tục rồi, và sạc luôn cũng đã di chuyển lên phía trên. Chúng ta vẫn còn có khói đấy em ơi, quá tuyệt vời rồi. Nhưng ngày hôm nay thì em trai cũng đã hơi bị sơ suất một chút xíu khi mà chúng ta đã không cài cắm một đơn vị Tayago ở các cứ lượng quân tím nha. Đó là một điều mà anh em cần phải chú ý, cần phải chú ý rất nhiều vào điểm này. Có nhiều trận chúng ta đã thua chỉ vì quên trinh sát anh em ơi. Và liên đoàn vẫn có thể khôi phục lại căn cứ và vẫn có được những đơn vị lính 2, lính 1 rất chi là mạnh mẽ và uy lực nha. Và họ vẫn có thể phản kề chúng ta bất kỳ lúc nào. Và ngay lúc này thì chúng ta chỉ có một mình đối kháng với hai người chơi còn lại thì mình làm rất khó khăn. Xanh Lam cũng đã mất đi trung tâm chỉ huy và họ cũng đã rất chi là nạn rồi. Biết ngay mà lực lượng của team cuối cùng thì cũng đã khôi phục lại căn cứ rồi. Thật may mắn là chúng ta cũng đã có được một đơn vị tăng gia gùa. Rất hay rồi em ơi, quá tuyệt vời, phút thứ 42. Thật sự là chỉ có những trận đấu ở rank thấp như thế này thì môn cân 3 vẫn còn có khả năng. Chứ nếu mà chúng ta leo lên những rank cao hơn ở level cỡ 16 độ lên thì rất khó rồi. Một cân 2 còn khó, chứ đó đi đến một cân 3 lâu lâu mới có được một trận là giành lại chiến thắng thôi anh em ơi. Còn đối với rank tướng thì thật sự là không bao giờ có cửa nha. Lực lượng Xanh Lam cũng đã đi bán phế liệu hết cả căn cứ rồi và Xanh Đất Biển cũng không còn có trung tâm chỉ huy. Anh em thấy trận đấu này như thế nào, đánh ra làm sao thì hãy cứ bình luận xuống bên dưới cảm bệnh của em vào trận đấu này. Một trận đấu ở level 12, 13 và cả level 14 thôi, nhưng mà vẫn cứ là rất hay và rất phù hợp với những người này mới tập chơi. Bên cạnh lực lượng của kháng chiến nha. Và đây là mới tập chơi mà chúng ta muốn có được một mình để có thể chơi một cách dễ dàng nhất và có thể làm quen nhanh chóng nhất với những con game như thế này. Thì anh em hãy nhớ chú ý rằng lực lượng của Liên Đoàn là những người chơi đánh chậm và chắc thôi anh em ơi. Lực nam và sức chiến đấu của các đơn vị sẽ vô sự bên cái lực lượng Liên Đoàn sẽ nổi trội hơn so với lực lượng của Khai Chiến rất nhiều. Còn bên cánh lực lượng của Khai Chiến, chúng ta có tốc độ và khả năng ẩn nấp nha. Liên Đoàn có sức mạnh và chúng ta có tốc độ anh em ơi. Anh em đã có thể lựa chọn cho mình được những phương án như thế nào thì hãy cứ bình luận nha. Và anh em đang chơi ở bên phe nào thì hãy cứ bình luận xuống bên dưới cảm nghĩ của em vào trận đấu này. Một trận đấu rất hay, một cân 3 của một người em trai rất tuyệt vời. Chúng ta ở level 13 ở trên nhóm Zalo của Hiển Nguyễn Ngôn Sao Việt TV. Anh em hãy nhớ kết bạn Zalo với mình nha, 0924762081, 0924762081. Hãy cùng vào nhóm Zalo và cùng sát cánh với nhau những trận đấu 2-2 và cùng được lên TV. Xin cảm ơn 6 người chơi và cảm ơn tất cả mọi người. Chúng ta đã có một trận đấu rất hay, một cân 3. Xin chào và hẹn gặp lại em vào những trận đấu tiếp theo nha. Chiến thắng rồi anh em ơi. Và chiến thắng là của chúng ta. Nói thật cạn và những trận thật khó, và sẽ khỏi nước đó và bom cứ rơi. Và tao luôn cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ Hiếu Nguyễn Ngôn Sao Việt TV. Hãy nhớ bấm like và hãy luôn subscribe nha. Hãy luôn kết bạn Zalo với tao theo số 0924762081. Và chúng ta hãy cùng vào nhóm Zalo và cùng sát cánh với tất cả mọi người. Và trong mỗi trận chiến sẽ không có ai là thua cuộc. Và với tao, mỗi trận chiến sẽ luôn sát cánh cùng anh em. Nói thật rằng những trận khó sẽ khó đứng đó và tao bay. Chỉ cố gắng những trận đó tăng dẫn đứng đó và bóp rây. Yo! Tất cả sẽ luôn có trên kênh của Hiển Nguyễn Ngôn Sao Việt TV. Và hãy luôn nhớ bấm like và hãy nhớ bấm subscribe nha. Nói thật cạn và những trận thật khó, và sẽ khó đứng đó và bóp cứ rơi. Tất cả sẽ luôn có trên kênh của Hiển Nguyễn Ngôn Sao Việt TV. Bấm like và hãy nhớ subscribe và kết bạn Zalo với tao. Và tất cả sẽ cùng được sát cánh với nhau và cùng được lên TV. Yo!